khởi đầu vẫn pha tung quy với lính để cheat, nghĩ mình hết chiêu ngay lập tức kéo e nhốt cheat vào trong lô đợt gái. Cheat lúc này mới bắn mình ra thì đã quá muộn, nhồi chất nổ tốt, sau đó flash né quy. Cheat tưởng rằng mình đã apply, thế nhưng không, ngay lập tức flash bình thường quyền né để cheat. Quy còn lập dập tắt ý định bỏ chạy của cheat. Cheat lúc này đã cẩn thận hơn, mặc dù là thấy mình hết chiêu thế nhưng vẫn không lao vào. Ngay lập tức mình sử dụng vũ điệu khiêu khích liên tục nhảy khó chịu chưa. Thấy cheat không có ý định đánh nhau, mình lao lên giả vờ là dùng hết chiêu, sau đó lùi về. Cheat nhận ra cơ hội nhảy vào đầy rồi chờ mãi, ngay lập tức tung ra lô đợt tình ái phạt quy còn lập chính xác. Cheat cố gắng bắn thế nhưng không, quy còn lập vào đầu bình thường quyền, cheat nằm xuống. Đến lúc này cheat đã nhận ra sự đáng sợ của tình yêu 7 giây, cố gắng là nhảy đi bỏ trốn, thế nhưng lãnh địa vẫn được kích hoạt. It's daddy time. Lúc này cheat có một pha rờ cố gắng đẩy daddy đi, thế nhưng không, đã là quá muộn. 7 giây trong lâu đài là quá lâu.